Hôm nay, nhờ câu chuyện ồn ào của cộng đồng mạng về việc có nên xây dựng tàu cao tốc hay không, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem con tàu cao tốc nào chạy nhanh nhất thế giới các bạn nhé. Và dưới đây là top 10 con tàu cao tốc có tốc độ nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Không biết đến khi nào chúng ta sẽ lọt trong top 10 này nhỉ? Các bạn hãy cùng dự đoán xem nhé. Phần thưởng cho người đoán đúng sẽ là 1 năm đi tàu cao tốc miễn phí do Tốt Tức tài trợ. Còn bây giờ, hãy cùng khám phá top 10 con tàu chạy nhanh nhất thế giới. Đừng quên bấm subscribe và rung chuông để không bỏ lỡ clip hay ho nào của Tốt Tức các bạn nhé. Top 10. Tàu ETA 500 Brescia Rosa. Đây là con tàu cao tốc nhanh nhất ở Ý với vận tốc tối đa là 300 km/h, kết nối các thành phố Milan, Rome, Naples và cung cấp 72 chuyến mỗi ngày. Giờ đây, nếu đến Ý thì việc đi lại giữa Milan và Rome trở nên cực kỳ thuận tiện bởi có đến 28 chuyến tàu cao tốc không dừng, và bạn chỉ mất có 2 giờ 40 phút cho 576 km thôi đấy. Nếu có dịp trải nghiệm tàu cao tốc này, các bạn hãy chia sẻ cảm giác và kinh nghiệm với mọi người. Đừng ngần ngại vì wifi trên tàu là miễn phí nha các bạn. Top 9. Tàu THSA-700T của Đài Loan. THSA-700T là một loạt các tàu cao tốc của Đài Loan được xây dựng tại Nhật Bản bởi tập đoàn của 3 công ty lớn, đó là Nippon, Serio và Hitachi. Cái động cơ mạnh mẽ của mẫu tàu cao tốc này giúp nó có thể tăng tốc từ 0 đến 300 km/h chỉ trong vòng 15 phút mà thôi. Trên tàu được trang bị 66 ghế thương gia, 923 ghế tiêu chuẩn, vậy là ngót nghét đến 1.000 người đấy các bạn ạ. Tàu chính thức được vận hành ở Đài Loan vào ngày 5 tháng 1 năm 2007, kết nối giữa thành phố Đài Bắc và Cao Hùng. Với vận tốc lên đến 300 km/h thì thời gian đi lại đã được rút ngắn xuống chỉ còn 90 phút so với 4 tiếng rưỡi như trước đây. Quả là một thuận tiện tuyệt vời. Nếu có dịp đến đây, các bạn hãy thử trải nghiệm tuyến Đài Bắc Cao Hùng này nhé. Top 8. Tàu TGV Duplex. TGV Duplex là con tàu nhanh nhất ở Pháp với tốc độ tối đa có thể đạt được là 320 km/h. Được vận hành vào tháng 12 năm 2011, tàu TGV có đến 2 tầng và kết nối tất cả các thành phố chính ở Pháp. Đây là một trong những chuyến tàu thoải mái nhất ở châu Âu mà mình từng biết. Tàu có sức chứa là 508 chỗ ngồi, có máy bán hàng tự động và wifi miễn phí. Một điểm cộng nữa cho tàu TGV Duplex là nó có thiết kế thân thiện với môi trường và tỷ lệ tái chế đến 90%. Nếu có dịp đến Pháp, các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đi trên con tàu này nhé. Top 7. Tàu Alstom Euro Duplex. Lại là một con tàu nữa của Pháp, nhưng đây là con tàu kết nối giữa Pháp và châu Âu. Đến Pháp, bạn có thể đi Thụy Sĩ, Đức, Luxembourg trên con tàu cao tốc này. Với vận tốc tối đa lên đến 320 km/h, chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi muốn thăm các nước ở châu Âu. Được đưa vào khai thác cuối năm 2011, con tàu cao tốc này có thể vận chuyển 1.020 hành khách cùng một lúc. Nhưng không giống như những người đàn anh thế hệ trước, các đoàn tàu Euro Duplex có trọng lượng nhẹ hơn và có tính khí động học được cải thiện rất nhiều. Nhờ đó, nó khá tiết kiệm năng lượng. Các chuyến tàu Euro Duplex cũng có màn hình thông tin du lịch thời gian thật gần cửa ra vào ở bên trong khoang tàu. Wi-Fi cũng luôn sẵn sàng miễn phí với tất cả các hành khách nơi đây. Top 6. Tàu I-5 Series Shinkansen Hayabusa. Dòng tàu I-5 Shinkansen Hayabusa chính là tàu cao tốc nhanh nhất tại Nhật Bản đang được sử dụng hiện nay. Con tàu này được chính thức khởi hành tại Nhật vào ngày 5 tháng 3 năm 2011. Phiên bản tàu I-5 này giúp kết nối giữa Tokyo và Aomori. Với tốc độ tối đa 321 km/h, con tàu cao tốc này sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian. Nếu đi từ Tokyo đến Aomori, bạn chỉ mất chưa đến 3 giờ đồng hồ cho quãng đường là hơn 700 cây số. Quả là một điều tuyệt vời khi mà thời gian ngày càng quý giá, đúng không nào? Toa đầu kéo của tàu cao tốc I-5 có phần mũi dài tới 15 m. Thiết kế này giúp giảm thiểu tiếng ồn và rung lắc khi tàu đi qua các đường hầm. Hiện tại, mẫu tàu này có thể chứa đến 731 chỗ ngồi, gồm 18 ghế hạng VIP, 55 ghế thương gia và 658 ghế tiêu chuẩn. Nếu có dịp đi tàu này, bạn sẽ thấy rằng nó rất tiện nghi với ghế có thể ngả sâu, nội thất bọc da sang trọng. Ngoài ra, bạn còn được cung cấp mặt nạ massage mắt, dép, chăn đắp cùng với đồ ăn và nước ngọt nữa đấy. Quả là một con tàu mong ước của người Việt chúng ta, đúng không nào? Để ủng hộ và xem nhiều clip hay hơn từ TokTube, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký.